Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 15 chủ giảng pháp sư tịnh không thời gian tháng 11 năm 1994 địa điểm cư sĩ lâm singapore bảo trụ biến quốc đệ thập tứ chương này thế tôn giới thiệu cho chúng ta y báo trang nghiêm của thế giới tây phương cũng là thực hiện bổn nguyện của di đà biển như lai quốc Câu này chính là nói về Thế giới Tây Phương cực lạc Cõi nước của A-di-đà Phật Đa chư bảo thụ Hoặc thuần kim trụ Thuần bạch ngân trụ Lưu ly trụ thủ, Thủy tinh trụ thủ. hộ phách thụ miễn ngọc thụ mã não thụ duy nhất bảo thành bất tạp dư bảo đây cũng là nêu dài thí dụ mấy loại bảo vật này thế giới của chúng ta cũng có sau khi nói ra chúng ta đều sẽ có một khái niệm Thế gian của chúng ta Nếu không có những loại trân bảo này Thì Phật không nói Có nói ra Thì chúng ta cũng không biết Cũng không có cách gì tưởng tượng Cho nên đã rút gọn lại Mặc dù Ở trong Kinh Phật nói đến những thứ báo này trên thực tế, những thứ báo này của thế gian chúng ta Những bảo vật này là tương tự với thế giới tây phương tức là chỉ có giống một chút thôi bảo vật của thế giới tây phương so với chúng ta nơi đây còn thuận hơn nhiều không những có ánh sáng mà còn có mùi thơm bảo vật của chúng ta nơi đây nhìn thì rất đẹp nhưng không thể phóng quang Vậy loại có ánh sáng màu thì sao? Như đá quý, kim cương Nó là ánh sáng phản xạ Bản thân nó không thể phóng quan Bản thân bảo vật của thi Phương đó đều phóng quang minh Đều có hương thơm Những loại bảo vật tương tự của thế giới phương khác Thực ra mà nói đều không thể so sánh được hoặc hữu Dị bảo Tam bảo Nạn chí Thất bảo Chuyển cộng hợp thành Đây là nói rõ Cũng có không ít Những cây báo Do nhiều thứ báo Hợp thành Có cây rất đơn thuần Có cây hợp thành Cho nên cảnh giới này thật sự mà nói là đẹp không kể xiết tiếp theo nêu ra nêu ra mấy thí dụ để nói căn hành chi cán thử bảo sở thành hoa diệp quả thực tha bảo hóa tác các hoa lá quả hạt này chính là những trưng bảo khác nhau điều là biến hóa mà thành Hoa hữu bảo thụ hoàng kim vi can gốc cây là bằng vàng bạch ngân vi thân thân là phần chủ yếu lưu ly vi chi thủy tinh vi sao sao là phần cuối của ngọn cây Phần cuối cùng nhỏ nhất của mỗi cành cây Gọi là sao Hộ phách vi diệp Mỹ ngọc vi hoa Mã não vi quả Đây là không nhất định Chỉ đưa ra một thí dụ để nói Cái này nói rõ Cây báo là do các trân bảo tạo thành Rất nhiều thứ trân bảo tạo thành Kỳ dư chư thụ Phục hữu thất bảo Hổ vi căng cán Chi diệp hoa quả Chủng chủng cộng thành Chúng ta Phải thật bình tâm Mà tư duy mà quan sát cảnh giới này đích thực là trang nghiêm vô cùng thế gian chúng ta hình dung cái đẹp của hoàn cảnh này gọi là lộng lẫy rực rỡ đó chính là hình dung mà thôi Nếu dùng bốn chữ này Để khen ngợi thế giới Tây Phương Thì đích thực là Danh hợp giới thực Chẳng chút Quá đáng Đây là thuộc về quả báo Từ quả báo thù thắng này chúng ta nhất định phải liên tưởng đến nhân duyên của nó thế giới đó tại sao lại có quả báo thù thắng như vậy phật nói cho chúng ta biết pháp thế gian và xuất thế gian đều không rời nhân quả có nhân nhất định có quả có quả đương nhiên có nhân tâm người ở thế giới tây phương thanh tịnh bình đẳng cảm được đại địa rộng rãi bằng phẳng có thể nói đây là cảm ứng những thứ cây báo đó Thực ra mà nói là Vô lượng công đức trang nghiêm Di đà Từ lúc sơ phát tâm Tu nhân chứng quả Quảng độ chúng sanh Công đức dời dời Mỗi người giảng sanh Tạo ác Sám hối Giảng sanh Vẫn là tiểu số Cùng đức ấy cũng không thể nghĩ bàn Chúng ta không có cách gì tưởng tượng được Thông thường Cựu phẩm giảng sanh Tính nguyện trì danh cũng là tu tích du lượng công đức tra nghiêm Phật tịnh độ. Cho nên, có quả đức thù thắng như vậy. Chúng ta thấy được tình hình này. Nhất định phải biết tu nhân. phật pháp từ đầu đến cuối đều chú trọng ở tu hành tức là phải thực sự đi làm cho nên tam tuệ của bồ tát gọi là văn tư tu văn tư tu là một lần hoàn thành không phải chia làm ba giai đoạn điều này quý vị nhất định phải biết văn là nói về tiếp xúc dùng chữ này để đại biểu mắt chúng ta thấy sắc tai nghe tiếng sự tiếp xúc này gọi là văn tư là hiểu rõ người thông thường chúng ta đối với bất cứ sự việc gì ôi cái này tôi nghĩ một chút nghĩ xong thì hiểu rõ còn bồ tát có cần suy nghĩ hay không nếu suy nghĩ thì họ đã trở thành phàm phu mất rồi tại sao vậy vì đã rơi vào thức thứ sáu bồ tát vừa tiếp xúc thì hiểu rõ ngay hiểu rõ là lấy chữ tư này làm đại biểu hiểu rõ thì đương nhiên sẽ không còn mê không rõ thì mê từ chỗ không mê chúng ta gọi đó là tu do đây có thể biết tam tuệ văn tư tu là một lần hoàn thành một mà ba ba mà một nói văn thì trong đó đồng thời đã đầy đủ tư và tu còn nói tu thì đồng thời đầy đủ văn và tư đây là bồ tát hạnh thật sự không giống như chúng ta năng lực này của bồ tát là từ đâu đến từ giới định tuệ mà đến. Cho nên, chủ tu của tiểu thừa là tam học giới định tuệ. Còn Bồ Tát Đại Thừa là tam tuệ, văn tư tu. Văn tư, tư tuệ, tu tuệ. Bạn xem, đều là tuệ. Tuệ đó là tuệ nào? Chính là tuệ của giới định tuệ. Có thể thấy, Bồ Tát hạnh là lấy tam học giới định tuệ làm nền tảng vậy thì tam học giới định tuệ lại lấy tam phước lục hòa làm nền tảng tam phước lục hòa là nền tảng của nền tảng phải làm mới được không làm thì không được Chúng ta bình thường niệm câu a di đà Phật Trong câu Phật kiệu này đầy đủ cả tam tuệ, tam học, lục hòa, tam phước Trong một câu Phật kiệu này tẩy đều, viên mãn đầy đủ Thì niệm câu Phật kiệu này mới tương ưng Cổ Đức có nói Một niệm tương ưng một niệm Phật Niệm niệm tương ưng Niệm niệm Phật Thế nào gọi là tương ưng Tức là Chúng ta thật sự làm được Thật sự y giáo phụng hành Cho nên trên quả Mới có thành tựu thù thắng Trang nghiêm như vậy Lại xem phần kinh văn tiếp theo Các tự dị hàng 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 tương trị Các tự Tức là những cây này Cũng có phân chủng loại Từng loại từng loại Ngay ngắn chỉnh tề Một chút cũng không tạ Không loạn Các tự dị hàng nó được chia rất rõ ràng Thế nên Vô cùng xinh đẹp Hàng hàng thẳng lối chỉnh tề nó không phải là nhân công thiết kế Để trồng thẳng hàng Không phải Mà là tự nhiên chỉnh tề Ngay thẳng như vậy Hành hành tương vọng Chi dịp tương hướng Hoa thực tương đương Vinh sắc quan diệu Bất khả thắng thiện những cây này không những được phân chia chủng loại rất rõ ràng mà kinh dáng của cây thật giống như nhà nghệ thuật vẽ ra an bài đẹp đẽ Khiến cho bạn khi nhìn thấy Vô cùng đẹp Đẹp không thể tả nổi Cây không phải mọc rất tạp loạn Kỳ cối của thế gian chúng ta Đều rất tạp loạn Bạn xem Vẫn phải chăm sóc các tỉa Mà vẫn không ngay Nguyên nhân là gì? Là do tâm chúng ta rất loạn Ý niệm rất loạn Điều này có quan hệ mật thiết với cảnh giới bên ngoài Trong Pháp Đại Thừa thường nói Y báo tùy theo chánh báo chuyển Y báo là hoàn cảnh của chúng ta Chánh báo là tâm người Tâm người thanh tịnh thì hoàn cảnh cũng thanh tịnh Tâm người tạp loạn thì cảnh giới bên ngoài cũng tạp, cũng loạn Là đạo lý như vậy Thanh phong thời phát suốt ngủ âm thanh. Thế giới cực lạc có gió mát, không có gió bão, gió bão rất đáng sợ. Thế giới tây phương không có, thế giới tây phương chỉ có gió nhẹ, có gió mát thổi ở trên thân rất thoải mái. Những cơn gió này tội đến lá cây hoa quả Chứ gì phải biết Những lá cây hoa quả này Đều là trân bảo Những trân bảo này Khi gió vừa thổi Thì đụng vào nhau Phát ra âm thanh Nghe hay vô cùng Thế gian chúng ta có chuông gió Cây cối hoa cỏ của Tây Phương so với chuông gió của chúng ta còn đẹp hơn phát ra năm loại âm thanh năm loại âm thanh này nếu dùng cách nói hiện nay thì gọi là nhạc giao hưởng trung quốc ngày xưa dùng đàn như đàn tranh có năm âm cung thương giác quỷ vũ còn nhạc khí của phương Tây hiện nay là bảy âm do re mi fa sol la si là bảy âm năm loại âm là chỉ cho cái này vì thì cái này là nói rõ khi gió thổi vào cây báo thì giống như tấu nhạc giao hưởng vậy vi diệu cung thương tự nhiên tương hòa thì chư bảo thụ châu biến kỳ quốc kỳ báo như vậy ở thế giới tây phương cực lạc nơi nào cũng có thể thấy được lại xem phần tiếp theo Bồ Đề Đạo Tràng Đệ Thập Ngũ Hữu Kỳ Đạo Tràng Hữu Bồ Đề Thọ Cao Tứ Bá Vạn Lý Kỳ Bổn Chu Vi Ngũ Thiên Do Tuần Chi Diệp Tứ Bố Nhị Thập Vạn Lý Đạo Tràng này Trong Phật Pháp Chúng ta có mấy cách nói Nơi Đức Phật thành đạo Chúng ta gọi là đạo tràng Như nơi Thích Ca Mâu Ni Phật Thị hiện thành đạo Cách nói thứ hai là nơi tu hành gọi là đạo tràng Bất luận là nơi cá nhân tu hành Bất luận là nơi đại chúng cùng nhau cộng tu Đều gọi là đạo tràng Còn cách nói thứ ba Là nơi giảng kinh thuyết pháp gọi là đạo tràng Đạo tràng đang nói tới ở đây Là chỉ cho chủ giảng kinh thuyết pháp của A-di-đà Phật đạo tràng này là nơi phật giảng kinh vậy thì cảm ứng tự nhiên càng không thể nghĩ bàn cho nên cây của đạo tràng so với cây thông thường phải cao phải lớn phải trang nghiêm hơn từ chỗ này chúng ta có thể xem ra được nhất thiết chúng bảo tự nhiên hợp thành Hoa quả phu vinh Quang huy biến chiếu Đây là cố hết sức hình dung Hoàn cảnh xung quanh đạo tràng thuyết pháp Của Di Đà phục hữu hồng lục thanh bạch chư mani bảo chúng bảo chi vương dĩ vi anh lạc vân tụ bảo tỏa sức chư bảo trụ không chỉ là cây báo thành hàng mà giữa hàng cây còn có rất nhiều sự trang nghiêm Giống như mấy ngày nay Chúng ta thấy con đường ô trạc này Đặc biệt là ban đêm Khi ánh đèn mở lên Bạn xem những cây trên đường phố Đều được trang hoàng rất nhiều Ánh đèn này đẹp không kỹ xiết Thế giới Tây Phương Giữa những hàng cây đó cũng có So với đây còn đẹp hơn trên đường Ocha Ở đây chúng ta dùng đèn điện nhỏ để làm Còn Tây Phương dùng các báo Mani Là vua trong các báo Đá quý của thế gian này chúng ta lớn có chút xíu mà giá trị cao vô cùng. Còn đá quý ở thế giới Tây phương bạn xem viên nhỏ nhất ở đó so với cái mỏ gỗ này của chúng ta còn lớn hơn nhiều, lớn hơn rất nhiều. Đá lớn như vậy thì vô giá, không gì tính được. Màu sắc cũng có rất nhiều loại: xanh, đỏ, lục, trắng. Rất nhiều màu sắc. mani là tiếng phạn ý nghĩa của nó chính là như nguyện ý nghĩa như ý báo mani này là báo như ý chúng ta được thứ báo này thì cũng giống như trong truyện thần thoại cây đền thần của nước ngoài vậy chúng ta muốn thứ gì thì nó biến ra thứ đó Bảo ma đi của thế giới Tây Phương Cũng là như vậy Là vua Trong các báo Đủ thấy được màu sắc của báo này Dù báo này lớn hay nhỏ Thì trong hết thảy các báo Nó luôn là thù thắng nhất Dùng làm chuỗi ngọc Chuỗi ngọc này là đồ trang trí trên cây trang trí giữa các cành cây Làm sao biết được ở giữa có những cành cây Vì giữa các cành cây có cột Vì dưới nói Móc báo vân tụ trang hoàng các cột báo Ngay cả cột này cũng là bảy báo Giữa những hàng cây được sắp đặt vô cùng chỉnh tề những thứ này không phải là do nhân công tạo ra ở thế giới tây phương cực lạc không có người đi làm những việc này đều là tự nhiên biến hiện ra móc báo vân tụ giảng đường này của chúng ta không có cái này Tại những cung điện kiểu xưa Ở Trung Quốc Nơi tiếp nối giữa xà nhà và cột nhà Có cái móc Đêm nó móc chốt lại Đại khái là nhìn giống hình tam giác Đêm nó móc chốt lại Gọi là móc báo vương tụ chuyên môn dùng để móc nối giữa xà và cột nhà giúp nó kiên cố nó cũng là tác phẩm nghệ thuật cao cấp điêu khắc được vô cùng tinh xảo những thứ như vậy thì gọi là móc báo vân tụ đây là vật trang sức trên xà và trụ kim châu linh đạt đây gọi là linh châu chúng ta gọi là lục lạc châu táp điều gian là lục lạc buộc vào ở giữa các màn lưới khi gió tội đến thì phát ra âm thanh lại càng hay cho nên âm thanh của nó rất di diệu tiếp theo nói trân diệu bảo võng la phú kỳ thượng phía trên những cột trụ là lưới báo những thứ lưới này đều thuộc về vật trang sức thế giới tây phương rất thanh tịnh không thể có bụi bặm không có ô nhiễm cho nên loại lưới này hoàn toàn là dùng để trang sức bá thiên vạn sắc hổ tương ánh sức vô lượng quan viêm chiếu diệu vô cực nhất thiết trang nghiêm tùy ứng nhi hiện ở chỗ này điều mà chúng ta lưu ý là câu hết thảy trang nghiêm tùy theo mà ứng hiện cảnh đã đẹp như vậy rồi nếu chỉ là quan cảnh đẹp đẽ thì không được kể là hiếm lạ điều hiếm lạ là hết thảy trang nghiêm tùy theo mà ứng hiện ứng hiện cái gì trong tâm chúng ta muốn xem một thế giới nào muốn xem một địa phương nào thì cảnh tượng ấy tùy thời liền hiện ra giống như chúng ta xem truyền hình vậy truyền hình còn phải ấn nút chuyển kênh Còn bên đó không cần Vừa động ý niệm Thì cảnh giới ấy liền hiển hiện ngay trong đó Chúng ta dạng sanh Đến thế giới Tây Phương cực lạc Bỗng nhiên Nghĩ đến cư sĩ Lâm Singapore Thì quan cảnh cư sĩ Lâm lập tức hiện ngay trước mắt Bạn thấy đều xem thấy cho nên nói là mười phương thế giới Quá khứ, hiện tại, dị lai Hết thảy đều thấy được cả Đây là Hết thảy trang nghiêm Tùy theo mà ứng hiện Vì thì lợi ích trong đây quá lớn Giả như chúng ta đối với Quá khứ, hiện tại, dị lai tẩy đều hiểu rõ nhưng quá khứ quả hiện tại nhưng hiện tại và quả vị lai bạn triệt để rõ ràng sáng tỏ đối với những nhân quả này thì bạn một tơ hào đều không mê hoặc phật nói một miếng ăn một hớp nước không gì không định trước chúng ta là đệ tử phật nghe rồi đương nhiên cũng tiếp nhận sự tiếp nhận này không phải là thật sự tiếp nhận bởi vì đã nghe nhiều lần rồi nên tiếp nhận một cách chết cứng mơ mơ hồ hồ mà tiếp nhận Rốt cuộc là sự việc như thế nào? Bên trong có rất nhiều dấu hỏi Nếu quả thật đã hiểu rõ Thật sự chấp nhận Thì bạn đã trở thành Bồ Tát rồi Bạn không phải là phàm Phu Khởi tâm đồng điểm của bạn Tất cả hành trì Rất tự nhiên Khác với phàm phu thông thường Phàm phu thông thường tạo nghiệp thọ báo Còn bạn thì không Bạn thật đã rõ ràng chân tướng sự thật rồi Dựa đến thế giới Tây Phương cực lạc Thì những thứ này Phật không cần nói Bạn hoàn toàn đều thấy cả Tận mắt thấy những sự thật này Đừng nói là kẻ khác Hãy nhìn chính mình Việc tạo nhân thọ báo của chính mình Từ vô lượng kiếp đến nay Đời đời kiếp kiếp Đều biết rất rõ ràng Vi phong tự động Suy chư chi diệp Diện xuất vô lượng Diệu pháp âm thanh Kỳ thanh lưu bố biến chư Phật quốc Thanh sướng ai lượng Vi diệu hòa nhã Thập phương thế giới Âm thanh chi trung Tối vi đệ nhất Đây là khi gió tổi vào Cành lá của cây phát ra âm thanh mỹ diệu nó còn có thể thuyết pháp Ở thế gian này của chúng ta Cho dù có nhiều chuông gió đi nữa Thì đó cũng không thể thuyết pháp Chỉ là để nghe vui tai mà thôi Không thể thuyết pháp Nhiều âm này ở thế giới Tây Phương Có thể thuyết pháp Nói pháp môn Mà bạn thích nghe Thích nghe pháp môn nào Thì nói pháp môn ấy Lại còn có việc di diệu hơn Tôi thích nghe a di đà Phật thuyết pháp Thì nghe được âm thanh của a di đà Phật Người khác thích nghe Thích ca mâu ni Phật thuyết pháp thì quả nhiên là Thích Ca Mâu Ni Phật đang thuyết pháp Điều này cực kỳ tuyệt diệu Hết thảy cảnh giới Tùy tâm biến hóa Cho nên là Vô lượng vô biên pháp môn Thế nên Tôi thường khuyên các đồng tu Pháp môn du lượng thể nguyện học Thì đến thế giới Tây Phương cực lạc để học tiện lợi mà ổn đáng Đến nơi đó rồi mới học Còn bây giờ thì sao? Chúng ta phải hết lòng, hết sức Cầu giảng sanh Những gì khác không làm Chỉ chuyên cầu giảng sanh Chúng ta biết được Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Thì tất cả nguyện vọng của chúng ta Đều được viên mãn Hết thảy nguyện vọng Đều thực hiện được nếu không sanh đến thế giới Tây Phương Thật sự mà nói Những nguyện dọc đó của chúng ta Tẩy đều tan dở Nhất định không thể trở thành sự thật Cho nên Pháp môn du lượng tệ nguyện học Phật đạo du tượng tệ nguyện thành Nhất định ở thế giới Tây Phương cực lạc Sẽ được viên mãn âm thanh thuyết pháp của phật khắp cả pháp giới chủ này là nói lục trần thuyết pháp thế giới tây phương lục trần thuyết pháp pháp âm ấy cũng khắp cả pháp giới do đây có thể biết lục trần của thế giới tây phương cực lạc đích thực là lưu lộ từ tự tánh công đức của Như Lai. Không phải là nghiệp báo thiện ác của Phạm Phu chúng ta, là lưu lộ từ tự tánh công đức của Như Lai. Cho nên âm thanh của Ngài khắp cả Pháp giới trong đoạn nhỏ này câu sau cùng chúng ta phải chú ý tối tháng đệ nhất trong các âm thanh ở mười phương thế giới tất cả âm thanh của mười phương thế giới không thể sánh bằng vậy thì đệ nhất có nghĩa là gì thực ra mà nói chính là Diệu âm của sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật Như khẩu chúng sanh Đổ Bồ Đề Thụ Đương nhiên Khi đến thế giới Tây Phương cực lạc Thì có thể nhìn thấy cây này cây này có thể nhìn thấy trong bộ nguyện đã nói cho chúng ta cho dù là người tiện can kém cỏi cũng có thể thấy được rõ ràng chính là nói chúng ta có thể thấy được chỉ cần đến thế giới tây phương cực lạc thì có thể thấy văn thanh nghe được âm thanh thuyết pháp của cây báu Khứu hương cây báu này có mùi thơm thường kỳ quả vị cây này có quả bạn có thể tượng thức mùi nhị của nó xúc kỳ quan ảnh đây càng không thể nghĩ bạn cây phóng ánh sáng khi cây ở dưới ánh sáng cũng có bóng Thân thể bạn tiếp xúc đến Niệm thụ công đức Công đức của cây thật sự không thể nghĩ bàn Có thể thuyết pháp Có thể hiện hiện Mười phương ba đời Hết thầy cảnh giới cây Có thể hiện hiện Giai đắc lục căng thanh triệt Vô chư não hoàng Trụ bất toái chuyển Chí thành Phật đạo Công đức của cây này Thật sự quá lớn Chân thật là Không thể nghĩ bàn Bạn thấy cây Nghe âm thanh của cây Âm thanh thuyết pháp Ngửi được mùi hương của cây Cho đến tiếp xúc đến ánh sáng hoặc bóng cây Đều có thể giúp bạn tiêu nghiệp chứ Đều có thể giúp bạn diệt tội đoạn phiền não Giúp bạn khai ngộ Được sáu căn thanh tịnh Không còn các đạo hoàng vô chư não hoàng tức là đoạn viền não tiêu nghiệp chứng trụ bất thoái chuyển bất thoái đương nhiên là tinh tấn tinh tấn bất thoái mãi cho đến thành phật cái trợ duyên của hoàn cảnh này Đối với chúng ta là vô cùng quan trọng Không những đối với chúng ta Mà đối với Bồ Tát Đều vô cùng quan trọng Nếu như không có hoàn cảnh trợ duyên tốt Thì rất dễ thoái chuyển Ở trong hoàn cảnh này Tại sao lại không thoái chuyển Bởi vì bạn có thể thấy được Thế giới của mười phương chư Phật bạn có thể thấy được các thứ hiện tượng của quá khứ hiện tại vị lai bạn có thể thấy được mười phương chư phật thuyết pháp bạn làm sao có thể thoái chuyển đây là nhân chân thật của bất thoái chuyển phục do kiến bị thụ cố hoặc tam trục nhẫn. đây là sự gia trị của bổ nguyện a di đà phật chúng ta đã đọc được ở trong 48 nguyện được ba thứ nhẫn nhất âm hưởng nhẫn nhị nhu thuận nhẫn tam giả vô sanh pháp nhẫn âm hưởng âm là âm thanh thuyết pháp hưởng là chỉ cho gió nhẹ từ từ thổi được nói ở phần trước đây là Cung thương di diệu Những loại âm nhạc giao hưởng này Nghe đến những thứ hưởng này Khi nghe Pháp Chúng ta Có thể lĩnh hội được Pháp lạc giảng kinh thuyết pháp ở trong giảng đường này có rất nhiều người nghe cảm thấy rất khô khan vô vị nếu đem lời giảng kinh phối thành âm nhạc để sướng lên ôi chao cách đó hay quá số tin chúng so với hiện tại nhất định sẽ vượt hơn không chỉ là 10 lần 100 lần mà còn có thể bán vé nữa nếu như lại còn đem biểu diễn biểu diễn ở trên sân khấu nữa thì càng thù thắng hơn ở thế giới tây phương cực lạc nghe pháp không phải là khô khan vô vị như vậy nó là diễn tấu nhạc giao hưởng hơn nữa còn thêm phần biểu diễn cho nên sau khi nghe giảng xong con người rất dễ khai ngộ sau khi khai ngộ đối với tất cả pháp thảy đều sáng tỏ Tự nhiên Có thể nhận được Không còn so đo nữa Giống như những gì trong Kim Kim Cang nói Phàm những gì có tướng đều là hư vọng Còn cái gì đáng để so đo nữa Hết thảy Pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh Chúng ta ở đây đọc vài câu kinh văn Thì rất có nghĩ đến cảnh giới bên trong Còn tại thế giới Tây Phương cực lạc Mộng huyện bào ảnh ấy Đều là hư vọng Giúp chính mắt bạn nhìn thấy Chính bản thân bạn tiếp xúc đến Vì sao thấy Quá khứ, hiện tại, vị lai Cả thấy đều ở trước mắt bạn Bạn quả thật thấy rõ ràng bạn mới chân thật biết được chân tướng của sự thật này Phật vừa nói Bạn xem lại thì trong tâm đã hiểu rõ Đã định rồi Từ chỗ này lại nâng cao lên Nhu thuận nhẫn Nhu là tâm ý Nhu hòa Là hàng thuận chúng sanh Phổ Hiền Bồ Tát Hằng Thuận Chúng Sanh Tùy Hỷ Công Đức Lại hướng lên cao nữa Vô Sanh Pháp Nhẫn Đích Thực Chứng Được Hết thảy Pháp vốn Không Sanh Vậy thì làm gì có việc Tất cả Pháp Không Sanh Không Diệt Giống như lục tổ lúc khai ngộ nói nào ngờ tự tánh vốn dị thanh tịnh Nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt Không những không sanh diệt Mà cũng không lay động Vốn dĩ đầy đủ Nên có thể sanh dạng pháp Nghe nói năm câu này Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Tự bạn đều chứng được đây chính là đánh nhập dọc, dọc cảnh giới du sanh pháp nhẫn rồi ba loại nhẫn này ở trên địa vị bồ tát mà nói âm hưởng nhẫn là sơ địa nhị địa tam địa đây là biệt giáo không phải là viên giáo nhu thuận nhẫn là tứ ngũ lục địa vô sanh pháp nhận là thất bát cửu địa cảnh giới của địa thượng bồ tát ở trong cảnh giới này chúng ta tuy vốn dĩ là phàm phu ở trong hoàn cảnh này tu học đích thực rất dễ dàng khiến chúng ta thật sự chứng được quả vị của bồ tát Chúng ta ở phần trước đã nói qua Trí tuệ, thần thông, đạo lực của chúng ta Đều là a di đà Phật gia trì Dường như đều là thất địa, bát địa, cửu địa Bồ Tát Đó là Phật lực gia trì không phải bản thân tu thành Đến chỗ này đích thực là tự mình nâng lên Tự mình đích thực chứng được cảnh giới này Phật cáo A à Nan như thị Phật sát hoa quả thụ mộc giữ chư chúng sanh nhi tác Phật sự Phật sự mà trong Phật pháp nói là giúp đỡ hết đẩy chúng sanh phá mê khai ngộ lìa khổ được vui những việc như vậy đều gọi là phật sự còn hiện nay thì sao thời gian và cơ hội tiếp xúc với kinh điển tương đối ít trong cửa phật phần nhiều đều lấy kinh sám phật sự siêu độ người chết cho rằng là phật sự cho nên nghe đến phật sự rất dễ dẫn đến hiểu lầm việc siêu độ vong linh này những việc này ở trong phật giáo xuất hiện rất muộn rất muộn thời xưa ở ấn độ không có khi phật giáo được truyền đến trung quốc lúc ban đầu cũng không có sự việc này rốt cuộc tại sao lại phát sinh chúng ta cũng không có cách gì để khảo chứng năm xưa tại bụi giảng tòa đạn chuyên phật học ở đài loan do pháp sư đạo an chủ trì đã từng có học trò nêu ra vấn đề này hỏi pháp sư đạo an vừa đúng hôm đó tôi cũng có mặt để nghe lão pháp sư giảng ngài nói sự việc này có thể là bắt nguồn từ năm khai nguyên năm khai nguyên triều nhà đường khi đó quốc gia xảy ra tai nạn rất lớn an lộc sơn tạo phản việc an lộc sơn tạo phản nhờ có quách tử nghi đã bình định được nội loạn sau này Ở mỗi một chiến trường lớn quốc gia Cho xây một ngôi chùa Gọi là chùa Khai Nguyên Trong năm Khai Nguyên Cho nên trong những chiến trường xưa Đều xây chùa Khai Nguyên về sao Những nơi Không phải là chiến trường Hình như cũng có chùa Khai Nguyên Ngay cả Đài Bắc, Đài Loan cũng có chùa Khai Nguyên Chùa Khai Nguyên là từ như vậy mà có Lúc đó là Quốc gia đề xướng Ở đó mở lệ truy điệu Tịnh các vị cao tăng đại đức Đến đó tụng kinh siêu độ truy điệu Có thể là bắt nguồn từ đây Quốc gia đã làm như vậy Để siêu độ những quân nhân tử nạn Vì sao trong dân gian Trong nhà có người chết Bụng thịnh Pháp Sư đến để siêu độ có thể là từ đây mà có cho nên việc này trong phật pháp đích thực là việc làm phụ trợ không phải công việc chủ yếu của nhà phật không phải nhưng hiện nay thì sao đã trở thành việc chính rồi đã biến thành việc chủ yếu hiện nay ở đài loan rất nhiều đạo tràng lấy việc siêu độ làm chủ yếu tuy có giảng kinh nhưng trong một năm thời gian giảng kinh cũng rất ngắn Rất ít Có những chùa Trong một năm giảng kinh chỉ có bốn lần Vào bốn mùa xuân hạ thu đông Một lần giảng một tuần Một năm giảng bốn tuần lễ Chia làm bốn lần Cho nên giảng kinh đã biến thành việc vụ Còn công việc siêu độ đã biến thành vật sự chủ yếu Điều này chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng Trước đây phật sự là giảng kinh thuyết pháp thử giai vua lượng thọ phật oai thần lực cố bổn nguyện lực cố mãn túc nguyện cố minh liễu kiên cố cứu cánh nguyện cố đoạn này vô cùng quan trọng phía trước đều là nói về quả đức sau cùng thích ca mâu ni phật nói ra nhân duyên này đây là sự biến hóa của oai đức thần thông của a di đà phật biến hóa thành là sức bổn nguyện của a di đà phật ngài ở nhân địa phát đại nguyện này hiện nay đã thành phật rồi thế giới của ngài các thứ tra nghiêm thật sự đã được hoàn toàn thực hiện được mãn túc nguyện mãn là viên mãn không có chút tơ hào kiếm quyết Do đây có thể biết Tu nhân của Phật là viên mãn Nhưng viên mãn thì quả mới viên mãn Chúng ta thấy các thứ tra nghiêm của thế giới ấy Đích thực là vượt qua tất cả cõi nước của chư Phật Nhân viên quả mãn Minh liễu là trí tuệ Thế giới đó Không chỉ là Phật Bồ Tát Mà tất cả mọi người Hết tẩy dạng vật dạng sự Đều tràn đầy trí tuệ Cho nên đến nơi đó Thì phá mê khai ngộ không khó Chúng ta ở nơi đây là quá khó Quá khó Đến nơi đó một chút cũng không khó Nguyên nhân là ở chỗ này hoàn cảnh nơi đó tràn đầy trí tuệ vạn vật đều tràn đầy trí tuệ kiên cố là không thoái chuyển ở trong hoàn cảnh đó nhất định không có duyên thoái chuyển hết tẩy mọi trợ duyên đều là giúp bạn tinh tấn không có thoái chuyển không có chướng ngại cứu cánh là nói cứu cánh viên mãn thành Phật là thành tựu như vậy. Đây là đem nhân và chuyên này nói ra cho chúng ta. Chúng ta thấy được nhân viên quả mãn của Di Đà Thế Tôn. Điều quan trọng là chúng ta ở chỗ này phải học tập chúng ta ở trong đời sống hiện thực phải làm sao để tu học điểm này rất quan trọng đường xá lâu quán để thập lục đường là giảng đường là nơi đại chúng tụ hội đường cũng gọi là điện điện và đường là một nghĩa nơi đại chúng tụ hội thì gọi là điện đường còn xá là chỗ nghỉ ngơi cư trú của cá nhân thời xưa cung và xá là cùng ý nghĩa ý nghĩa tương đồng lâu quán hai tầng trở lên gọi là lâu đây giống như đình đài lâu cát của trung quốc là một loại nơi chốn để nghỉ ngơi Hữu vô lượng thọ Phật Giảng đường Tinh xá Lâu quán Lan tuận, Diệt giai thất bảo Tự nhiên hóa thành Cho nên nơi đó của Ngài Tất cả những kiến trúc Không cần nhân công xây dựng do biến hóa tạo ra ở thế gian này của chúng ta phước báo lớn cũng không cần phải xây dựng như tầng trời thứ năm của dục giới gọi là trời hóa lạc phước báo lớn nếu họ muốn ở trong cung niệm Thì tùy niệm biến hóa liền thành tựu Còn tầng trời thứ sáu thì sao? Phước báo ở đó thì càng lớn hơn Không cần tự mình biến hóa Là do tầng trời thứ năm biến hóa Rồi cúng dường cho họ Bản thân họ đều không cần biến hóa Trời thứ năm đến cúng dường họ nên gọi là trời tha hóa tự tại vậy thì dục giới hai tầng trời cao nhất của dục giới cũng có loại thần thông năng lực này cho nên chúng ta đương nhiên có thể tin tưởng thế giới tây phương cực lạc tất cả đều là do biến hóa thành biến hóa ra rất tự nhiên tự nhiên biến hóa này cũng giống như tự nhiên biến hóa của trời tha hóa tự tại phục hữu bạch châu mani dĩ vi giao lạc đây là loại châu mani cực kỳ trân quý màu trắng trong suốt minh diệu vô tỷ chư bồ tát chúng sở cư cung điện diệt phục như thị ở đây hiển thị hoàn cảnh sinh hoạt vật chất ở thế giới tây phương là bình đẳng Cùng với a di đà Phật Không có khác nhau Chân thật là thế giới bình đẳng Sự thọ dụng của Phật Đương nhiên không cần phải nói nữa Là thành tựu công đức Trong vô lượng kiếp của Phật Bồ Tát Đặc biệt là những Bồ Tát Mới giảng sanh đến Tây Phương Phiền não vẫn chưa đoạn Kiến tư phiền não vẫn chưa đoạn Hết thảy thọ dụng của họ Cũng giống như a di Đà Phật Điều này thật sự Không thể nghĩ bàn Tuyệt đối Không phải là do công đức Của những người này biến hiện ra Không phải, không phải tự mình Mà là bổ nguyện của A-di-đà Phật Gia Trì Nguyện lực của Phật Gia Trì Giúp cho những người mới giảng sanh này Hết thảy tội dụng của họ Giống với A-di-đà Phật Điều này ở thế giới phương khác không có Duy chỉ có ở thế giới cực lạc điều này vượt hơn hết thảy cõi nước chư phật ở mười phương trung hữu tại địa giảng kinh tụng kinh giả hữu tại địa thọ kinh thính kinh giả hữu tại địa kinh hành giả tư đạo cập tọa thiền giả đoạn kinh văn này làm miêu tả tình hình đời sống thường ngày của đại chúng ở thế giới tây phương cho chúng ta biết giảng sanh tây phương để làm gì vậy chúng ta ở tại thế gian này đều phải có việc để làm có người không thể không làm việc Ở Tây Phương cũng có việc Việc gì vậy? Nghe kinh, tu đạo Ngoài ra không có việc gì khác Cho nên có giảng kinh Ở trên mặt đất Có giảng kinh, có tụng kinh Thích tụng kinh thì tụng kinh Thích giảng kinh thì giảng kinh có thọ kinh thọ là tiếp thọ y theo lời giáo huấn trong kinh điển mà làm mà thực hành có nghe kinh ngoài ra còn có người đang tu đạo đang dụng công tư duy có người đang ngồi thiền Mấy câu này Biểu thị cho Pháp môn Vô lượng vô biên của Phật Pháp Bạn đến thế giới Tây Phương cực lạc Bất luận thích tu Pháp môn nào Đều không có chứng ngại Việc này chúng ta phải đặc biệt chú ý bởi vì căn tánh của chúng ta khác nhau sở thích cũng khác nhau thí dụ đói tôi thích thiền bạn thích mật hai thứ này hiện nay ở thế gian này Đều rất khó tu Chúng ta đổi chỗ để tu Đến thế giới cực lạc để tu Trước tiên là niệm a di đà Phật Niệm đến thế giới Tây Phương cực lạc Rồi mình mới đi tham thiền Mới đi học mật Ở thế giới Tây Phương Pháp môn nào cũng có a di đà Phật không có nói Bạn không niệm Phật thì không được không hạn định bạn không có nói thế giới tây phương cực lạc này của ta là chuyên tu niệm phật ngoài việc niệm phật ra những thứ khác đều không nhận phật không có nói như vậy trong phần sau là phẩm tam bối dạng sanh đã nói được rất rõ ràng rất tường tận phần trước phần tượng bối trung bối hạ bối là tu tình độ niệm phật mà dạng sanh phần sau còn có một đoạn là chỉ cho tu học tất cả pháp đại thừa không nhất định phải tu tịnh độ chỉ cần hồi hướng cầu nguyện dạng sanh thì đều được sanh sau khi sanh đến thế giới tây phương cực lạc bạn thích học pháp môn nào thì học pháp môn đó trong đây chúng ta xem thấy rất rõ ràng ở đây là giảng về điều này ở trên mặt đất có ở trên không trung cũng có hữu tại hư không giảng tùng thọ thính giả kinh hành tư đạo cập tọa thiền giả bạn thích ở trên mặt đất thì ở trên mặt đất thích ở trên không trung thì ở trên không trung bạn xem tự tại biết bao khi ở trên không trung thì cung điện lầu gác họ sinh sống đều ở trên không trung người ở thế giới tây phương cực lạc đến thế giới phương khác để tham học để cúng dường chư Phật giáo hóa chúng sanh thì cung điện đó cùng đi theo với họ cung điện đó của họ liền biến thành phương tiện phi hành tốc độ nhanh chóng đó chúng ta không có cách gì tưởng tượng được thực sự là tự tại vậy Hiện nay nhà cửa của bạn rất đẹp Bạn muốn đến một địa phương khác thì không mang theo được Ở thế giới Tây Phương cực lạc mang theo được Bất luận đến nơi nào đều có thể mang theo Hơn nữa cung điện này đều là tùy theo ý muốn mà hiện ra Thích hình dáng gì thì biến ra hình dáng ấy Lớn hay nhỏ đều như ý Hình thức lớn hay nhỏ đều tùy theo ý muốn của mình Thích hình dáng như thế nào thì biến ra hình dáng như thế ấy đây là nói rõ tình hình đời sống thường ngày của đại chúng ở thế giới cực lạc họ là toàn tâm đều đang trong đạo nghiệp vì thì thành phật mới nhanh hoặc đắc tu đà hoàng hoặc đắc tư đà hàm hoặc đắc ana hàm a la hán Đây là nói về sự thành tựu của công phu chính mình Không phải là sự gia trì của Phật Là bản thân Bạn đến nơi đó tu trì Đoạn hết kiến tư phiền não rồi Thì bằng giới sơ quả tu đà hoàng Của thế giới phương khác Trên thực tế ở thế giới Tây Phương đều không có các danh sưng Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta Là bằng sơ quả tu đà hoàng của thế giới chúng ta Họ ở bên ấy đoạn kiến hoạt Tư hoạt cũng đoạn rồi Vậy thì bằng Giới A-la-hán của thế giới chúng ta Tư hoạch Gồm có 9 x 981 81 phẩm Đoạn 3 phẩm Thô hoạch đầu tiên Thì chứng được dị quả Lại đoạn tiếp 6 phần phía sau Thì chứng tam quả vẫn sót lại 72 phẩm tư hoạt Họ ở tứ thiền thiên Ngụ bất hoàng thiên Để đoạn Đoạn hết rồi Thì chứng tứ quả A-la-hán Đây là nói về việc Đoạn kiến tư phiền não Của bản thân Không nói về Oai thần gia trì của Di-đà nếu như nói về bổn nguyện của A-di-đà gia trì Thì mọi người đều bình đẳng Đều như nhau Không có sự khác nhau về cấp bậc Đây là nói về tự mình nâng cao công phu Vị đắc A-duy việt trí giả Đây là nói được di-đà gia trì Được oai thần bổn nguyện của di đà gia trì người chưa đắc a duy việt trí thì sẽ đắc a duy việt trí a duy việt trí là viên chứng tam bất thoái các tự niệm đạo thuyết đạo hành đạo mạc bất hoan hỷ thế giới tây phương cực lạc Nói cho chi gì biết Là nơi chốn tu học điển hình Tiêu chuẩn Mô phạm Viên tu Viên chứng Của tam phước Lục hòa tam học Lục độ và thập đại Nguyện vương Chúng ta Thực sự hiểu rõ ràng tường tận việc này thì bạn mới cần thiết quyết một lòng thật sự chịu giảng sanh thật sự vui lòng đi giảng sanh tâm này tuyệt đối không bị dao động bạn đã rõ ràng đã tường tận đây mới là hoàn cảnh thật sự lý tưởng tốt đẹp cho sự tu hành. Mời xem phẩm tiếp theo Tuyền trì công đức Để thập thất Vẫn là giới thiệu Hoàn cảnh của thế giới Tây phương cực lạc hữu kỳ giảng đường tạ hữu tuyên trì giao lưu câu này là tổng thuyết thế giới tây phương có rất nhiều ao bóng tung quản thâm thiện giai cát nhất đẳng Tung quản thâm thiện Là nói về diện tích của ao báu Giai cát nhất đẳng Là chỉ cho câu ở phía trên Ao suối chảy quanh Dài rộng sâu cạn Nhất đẳng là dư ý Hoặc thập do tuần Nhị thập do tuần Nại chí bá thiên do tuần Đây là nói về độ rộng là chỉ cho sự rộng lớn Một do tuần ở trong kinh này nói là chỉ cho đại do tuần Bằng giới 80 dặm Trung Quốc thời xưa Mười do tuần là tám trăm dặm Người Trung Quốc xưa kia thường nói Trung Quốc có cái hồ lớn là hồ Động Đình Diện tích hồ Động Đình bao lớn? 800 dặm Đây là bằng cái ao thất bạo nhỏ Của thế giới Tây Phương cực lạc Ao này không lớn, ao nhỏ Nếu là ao lớn Thì trăm ngàn do tuần Thế giới rất lớn Do đây có thể biết ao báu lớn nhỏ cũng là tùy theo ý của con người đương nhiên hình dáng đó cũng là như ý càng sâu cũng là như ý phần sau cũng sẽ nói đến càng sâu cũng rất như ý tràm nhiên hương khiết cụ bác công đức nước trong ao gọi là bát công đức thủy nước có tám đức trong quán kinh nói rõ cho chúng ta thứ nhất là thanh khiết tức là nước đất trong sạch từ trên mặt nước Có thể nhìn thấy đáy ao Rất rõ ràng Nước giống như một mặt kính Mảy trần không nhiễm Thứ hai là trong mát Nước rất trong Rất mát dũng như nước suối của thế gian chúng ta thứ ba là thơm ngọt nước này là ngọt thế gian chúng ta nước suối ngọt rất ít cũng có nhưng rất ít nước này là nước ngọt thứ tư là nhẹ mềm loại nước này ở thế gian chúng ta không có nước của thế gian chúng ta rất nặng nước của thế giới tây phương cực lạc rất nhẹ rất nhu nhuyễn không giống như chất nước của chúng ta thứ năm là nhuận trạch nước bên này của chúng ta có chức năng này nó có thể thấm nhuận cho nên tắm trong nước này có thể tưới nhuận thân thể bản thân nước là phần dinh dưỡng tốt nhất thứ sáu là an hòa nước của chúng ta không có điều này cũng tức là nói bơi lội trong nước này hoặc tắm rửa nhất định được an toàn không có chuyện bị chết đuối không có sự việc này thế giới tây phương từ trước đến nay chưa từng nghe qua sự việc này rất an toàn công đức thứ bảy đây cũng là nước của thế gian chúng ta không có nước của thế gian chúng ta có thể dạy khác có thể giúp dạy khác nhưng khi đói bụng thì không thể làm cho hết đói Nước ở thế giới Tây Phương không những có thể giải khát Mà cũng có thể giải trừ cơn đói Khi bụng đói uống vài hớp nước thì sẽ no ngay Nó có công dụng này Trừ được tất cả họa hoạn Cũng tức là nói Người của thế giới Tây Phương đều là thân kim can bất hoại Làm gì có bệnh Đây là thí dụ ở thế giới này của chúng ta Mọi người có rất nhiều bệnh Nếu tắm trong ao đó một lần Thì bệnh gì cũng không còn nữa Hay hơn tất cả thuốc men Công dụng thứ 8 Là trượng dưỡng các căn Nước này Là nguồn dinh dưỡng phong phú nhất Bất luận bạn tắm hoặc là khi bạn uống nước này vào thì đều là nguồn dinh dưỡng thù tán nhất nó có tám thứ công đức cho nên gọi là bát công đức thủy Ngạn biên vô số chiên đàn hương trụ đây cũng là thí dụ thế gian chúng ta cũng có cây chiên đàn đàn hương thực sự mà nói đàn hương của chúng ta làm sao so sánh với nó được không thể sánh được kiết tường quả thụ hoa quả hằng phương xin lưu ý chữ hằng này hằng là vĩnh viễn là luôn như vậy không giống như thế gian của chúng ta Cây cối, hoa cỏ Đều thay đổi theo bốn mùa Mùa thu, lá cây đều rụng cả Phải đến mùa xuân thì mới đâm chồi Nhưng thế giới Tây Phương không như vậy Là vĩnh viễn vĩnh viễn là hình dáng như vậy Bởi vì phía trước chúng tôi đã nói qua Thế giới Tây Phương không có bốn mùa Cho nên Những hoa quả Cỏ cây Cũng là du lượng thọ Phật du lượng thọ Mọi người du lượng thọ Tất cả dạng vật đều là du lượng thọ Gọi là cõi nước du lượng thọ Quang minh chiếu diệu Tu điều mật diệp Chữ tu là dài Cành cây rất dài là rất rậm rất sung xuê giao phú ư trì khi mọc gian bốn bên bờ cũng rất lớn hầu như che khắp cả cái ao này trong ao vô cùng xinh đẹp xuất chủng chủng hư thế vô năng dụ tùy phong tán phức duyên tủy lưu phần mùi thơm này Theo gió bay xa Thực ra mà nói Đức tướng Của hoa quả Cây cối Và ao nước Cũng là Khắp cả pháp giới Hữu phục trì sức thất bảo Ao này Là dùng bảy báo trang hoàng bằng Đương nhiên không phải nhân tạo Hoàn toàn là tự nhiên mà có Tự nhiên hình thành Địa bố kim sa Địa đi là chỉ cho đáy ao Đáy ao là cát vàng không giống như đáy ao bên này của chúng ta là cát bùn bên đây là cát vàng đáy ao là cát vàng ưu ừ, bát la hoa bát đàm ma hoa câu mâu đầu hoa phần đà lợi hoa hoa ưu bát la là màu xanh hoa bát đàm ma là màu đỏ đây chính là trong kinh a di đà nói về hoa sen bốn mùa màu đỏ này là xích sắc câu mâu đầu là màu vàng phần đà lợi là màu trắng Giống với Kinh Di Đà nói về hoa sen Bốn mùa Trong Kinh Di Đà Chỉ nói về bốn màu Phía sau vẫn còn Tạp sắc, quan mậu Di phú, thủy thượng Chúng ta từ hai câu phía sau này Thì biết được Hoa sen trong ao thất bảo Không những chỉ có bốn màu Mà màu sắc nhiều vô cùng Nói có nhiều màu sáng đẹp Không phải chỉ có bốn màu đơn thuần Những hoa sen này Là của người trong mười phương thế giới Giảng sanh về thế giới cực lạc Hoa sen hóa sanh Đều hoa sen hóa sanh Trong ao thất bảo nhược bị chúng sanh quá dục thử thủy người ở thế giới tây phương thường đến ao báu để tắm để bơi lội hiện nay chúng ta gọi là bơi lội chủ này gọi quá dục người hiện nay gọi là bơi lội đến ao này để bơi lội dục chí túc giả dục chí tất giả dục chí yêu dịch dục chí cảnh giả đi là nói độ sâu của nước trong ao nước có thể tùy theo ý người tôi muốn nước cạn một chút thì nó liền cạn muốn sâu một chút thì nó liền sâu nó có thể theo ý mình điều này không dễ nước rất nghe lời thế gian của chúng ta hiện nay cho dù dùng cơ giới hóa thì vẫn không được tiện lợi như thế không có thứ nào có tiện thuận theo tâm mong muốn của mình được tự nhiên thành tựu hoặc dục quán thân Quán thân này Tức là nước từ bên trên Dội xuống Giống như hiện nay chúng ta dùng Dòi hoa sen Dùng cách này để trút nước xuống Giống như mưa vậy Ở thế giới Tây Phương không cần dùng loại thiết bị này Chỉ cần vừa động ý niệm Là nước tự nhiên giọt lên Rồi lại trút xuống Tự nhiên trút xuống Hoặc dục lạnh giả Ôn giả Cấp lưu giả Hoảng lưu giả Kỳ tuyển nhất nhất Tùy chúng sanh ý Điều tốt đẹp của nước Ở thế giới tây phương Đích thực Thế giới phương khác Không có Khai thần Duyệt thể Tình nhược vô hình bạn bơi lội trong ao báu này khai thần thông thường chúng ta gọi là khai ngộ bơi lội trong nước có thể khai ngộ duyệt thể là thân tâm vui vẻ Tình nhược vô hình Bởi vì nước trong ao Trong trẻo sạch sẽ Hoàn toàn là trong suốt Không khí bên này của chúng ta là vô hình Còn nước bên ấy cũng vô hình Bảo sa ánh triệt Vô thâm bất chiếu Dưới đáy ao là cát vàng cát vàng chỉ là nói tỷ lệ nhiều hơn một chút lẫn lộn với cát vàng là các loại báu ao báu là các loại báu đều phóng quang minh không có chỗ sâu nào không chiếu thấu nước trong ao đều phát ra ánh sáng vi lan từ hồi đi là vô cùng đẹp đẽ lan là sóng nước nó không phải là sóng lớn rất nhỏ có thể thấy được nó rất đẹp từ là rất chậm chạy vòng quanh chuyện tương quán chú sóng nước này có thể chạy chạm vào nhau ba dương vô lượng vi diệu âm thanh nước một khi chạm vào nhau thì có âm thanh nước bên này Đổ vào bên kia Nước bên kia lại đổ vào bên kia nữa Công dựng rất đẹp Mà nó lại có âm thanh Âm thanh lại còn thuyết pháp Là nhạc giao hưởng Lại còn thuyết pháp Không có thứ nào Mà không thuyết pháp Phát ra vô lượng Âm thanh vi diệu Hoặc văn Phật Pháp Tăng thanh Âm thanh tam bảo Phật Pháp tăng này Chữ thanh này là đại biểu cho toàn bộ Phật Pháp Đại tiểu thừa Phật Pháp Đều không ngoài tam bảo Tam bảo tức là giác, chánh, tịnh Giác mà không mê Chánh mà không tà Tình mà không nhiễm đây là đã bao quát toàn bộ phật pháp là tổng thuyết ba la mật thanh ba la mật là tiếng phạt dịch thành nghĩa trung quốc là đến bờ kia nếu dùng cách nói hiện nay của chúng ta mà nói là cứu cánh viên mãn Chính là ý nghĩa này Mỗi một Pháp đều chứng được cứu cánh viên mãn Đi gọi là âm thanh ba la mật Chỉ tức tịch tịnh thanh Câu này là nói đối với thiền môn thiền môn tu thiền định chỉ tức tịch tỉnh là thuộc về thiền định vô sanh vô diệt thanh câu này không những bao gồm pháp đại thừa mà đặc biệt là chỉ chỗ đề xướng trong mật tông cho nên kinh này có hiện có mật có tông có giáo tuy là Vô tượng thừa Mà bên trong cũng bao gồm tiểu thừa Đích thực là Phật Pháp cứu cánh viên mãn Được hàm nhiếp một cách viên mãn Trong bộ kinh này Thập lực vô úy thanh Mười thứ năng lực đặc thù Trên quả địa của Như Lai Bồ Tát không có Vô úy là mười thứ vô úy của Như Lai Hoặc văn vô tánh, vô tác, vô ngã thanh Cái này là thông pháp đại tiểu thừa Đại từ đại bi, hỷ xã thanh Cái này là thuận pháp đại thừa cam lộ quán đảnh thọ vị thanh đây là mật tông du lượng vô biên pháp môn ở trong âm thanh của nước công đức chảy vào nhau trong ao báo này chúng ta đều có thể nghe hiểu Đức này của nước Không chỉ là Tám thứ công đức Ở phía trước Mà thật sự là Vô lượng công đức Đắc văn như thị Chủng chủng thanh dị Kỳ tâm thanh tình Vô chư phân biệt Chánh trực bình đẳng Thành thuộc thiện căn Bốn câu này là nói về quả chứng được bốn câu này đều là cảnh giới trên quả địa của như lai cũng là mục tiêu tu học của chúng ta chúng ta tu những gì điều này chính mình không thể không biết đề kinh của bổn kinh nêu ra ba đại cương lĩnh tu hành cho chúng ta thanh tịnh bình đẳng giác chúng ta là tu cái này ba câu này chính là tam bảo chính là tam học Thanh tịnh là tăng bảo Bình đẳng là pháp bảo Giác là Phật bảo Tam học là giới định tuệ Thanh tịnh là giới Bình đẳng là định Giác là tuệ Cho nên Tổng cương lĩnh trong sự tu học của chúng ta Là thanh tịnh bình đẳng, giác Chủ này là đã thành tựu Tâm này đã thanh tịnh Tâm thanh tịnh đạt được Đạt được tâm thanh tịnh Thì đương nhiên không có phân biệt Chánh trực bình đẳng Thành thuộc thiện căn vô lượng vô biên thiện căn trên quả địa của như lai đều từ chỗ này mà sanh ra đây là thành thuộc thiện căn tùy kỳ sở văn giữ pháp tương ưng tương ưng với pháp khí cơ khí lý thì tương ưng trong giai đoạn hiện tiền của chúng ta chúng ta không thể không biết điều này thế tôn đã để lại cho chúng ta rất nhiều kinh điển người sau phân loại biên tập lại ở trung quốc gọi là đại tạng kinh đây là đức phật lưu lại trân bảo vô giá cho chúng ta nhưng trong số những kinh luận này có một số Khế hợp với căn cơ chúng ta Có một số không khế cơ Điều này không thể không biết Những cái không khế hợp với căn cơ của chúng ta Nếu chúng ta miệng cường tu học Thì không tương ưng Hay nói cách khác Chúng ta không được lợi ích Những cái vô cùng thích hợp với căn cơ chúng ta thì rất tương ưng chúng ta lập tức có được thọ dụng được lợi ích điều này phải biết người thời nay mở miệng hoặc ngậm miệng đều nói đến hiện thực thực ra mà nói phật pháp là nói đến hiện thực nhất Người thế gian nói đến hiện thực So sánh với Phật Pháp dựng kém rất xa Cái gì là hiện thực nhất Lìa khổ được vui là hiện thực nhất Cái mà Phật Pháp cầu Đó chính là phải lìa khổ là phải được vui Phải mau chóng lìa khổ Phải mau chóng được vui Phải được cái vui cứu cánh Cái vui viên mãn Đây là điều cầu trong Phật pháp. có điều gì còn hiện thực hơn điều này? Chúng ta có thể thực sự đạt được hay không? Thực sự đạt được. Thì chủ tu của bạn tương ưng với pháp thì bạn đạt được. Cho nên chúng ta học Phật phải cầu pháp tương ưng tương ưng với căn tánh của mình tương ưng với trình độ của mình tương ưng với hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình tương ưng với nguyện vọng của chính mình với chọn lựa pháp môn như vậy thì bạn học rồi liền vui vẻ ngay đến thế giới tây phương vẫn là như vậy Đều là học những pháp môn tương ưng với chính mình Kỳ nguyện văn giả Triếp độc văn chi Sợ bất dục văn Liễu vô sợ văn Điều này hay Bạn xem Hoa và cây thuyết pháp Nước công đức cũng thuyết pháp nếu tôi không muốn nghe những thứ pháp đó Mà nó cứ khăng khăng nói Bạn bảo điều này khó chịu biết mấy Không muốn nghe thì rất yên tĩnh Tiếng gì cũng không còn nữa Còn muốn nghe Muốn nghe hoa nghiêm thì nói hoa nghiêm Muốn nghe pháp hoa thì nói pháp hoa Hai người nắm tay nhau Mỗi người nghe pháp của mỗi người Một chút đều không trở ngại Điều này hiếm có a di đà Phật Giáo hóa chúng sanh Ngài nghĩ rất chu đáo Khiến người ta Phải bội phục Năm dốc sát đất Ngày nay Khoa học kỹ thuật của chúng ta Tuy phát triển Nhưng vẫn không thể đạt đến trình độ này Trước kia tôi cũng đã từng nghĩ qua Giả như Chúng ta có một đài phát thanh Tần số cao Chúng ta có rất nhiều kênh Đem những kênh này chia ra Một kênh dạng Hoa Nghiêm Một kênh dạng Kinh Kim Cang Một kênh dạng Kinh A-di-đà Còn có kênh để niệm Phật Bạn cầm chiếc máy thu thanh Muốn nghe kinh nào thì nghe kinh đó Tuy nhiên so với điều này thì vẫn còn kém xa So với thế giới Tây Phương cực lạc vẫn còn kém xa Chúng ta vẫn cần phải có một cái đài phát thanh Trên ta vẫn phải cầm cái máy này mới được Người ta thì không cần Cái gì cũng không cần Thực ra mà nói đào tràng hiện đại hóa Phải là đào tràng như vậy Không phải là xây cất nhà cao cửa lớn Điều này không có ý nghĩa Mời Pháp Sư đến giảng kinh cũng rất mệt Mọi người đến nghe kinh cũng rất cực khổ Nếu như có một đạo tràng như vậy được xây dựng Thì ở bất cứ địa phương nào Chỉ cần bạn mở máy lên vào đúng kênh Đều có thể nghe được Phật Pháp mà bạn thích nghe Mọi thứ đều tương ưng với chính bạn Đó là về sau này Tôi thì không có phước báo Tôi thường hay nói Hy vọng những người có phước báo Sẽ xây cất đạo tràng như vậy Đào tràng hiện đại hóa Đạo tràng của thế kỷ 21 Cùng với đạo tràng này của chúng ta Là không giống nhau Vĩnh bất thoái ư A nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm Với hoàn cảnh tu học như thế những gì sáu căn của bạn tiếp xúc Đều là Phật Pháp tương ưng với bạn Như vậy thì làm sao có thoái chuyển Nhất định không thể thoái chuyển vô tượng Bồ Đề Chúng ta ở trong thời đại hiện nay Chúng ta từng đi qua rất nhiều quốc gia địa phương gần như khắp nơi đều cảm thấy rằng người hoành pháp quá ít hơn nữa hình như mỗi địa phương đều cấp thiết cần nhân tài hoành pháp người hoành pháp ít quá ít quá ít bồi dưỡng nhưng tại hoành pháp là vô cùng vô cùng khó khăn đặc biệt là trong xã hội ngày nay chân thật là quá khó quá khó điều thứ nhất là cần phải có thời gian dài chi ít phải học mười năm không có mười năm không được Hoàn cảnh tu học Điều này cũng không phải là khó Vẫn có thể tìm được Cái khó nhất là tìm thầy dạy Quá khó Các đại đức lớn tuổi phần nhiều Đều đã giảng sanh Cho dù chưa giảng sanh Đại khái đều đã trên 80 tuổi rồi Bạn yêu cầu họ đến dạy bạn mỗi ngày dài tiếng Là việc không thể được Hay nói cách khác Đều đã đến tuổi về hưu rồi Điều này khó Quá khó Quá khó Cái khó hơn nữa là không có học trò Có lẽ như có rất nhiều học trò muốn học Không phải đơn giản như vậy học trò học đạo phải có đủ điều kiện điều kiện gì vậy phải buông xuống hết thăm sân si thì mới có thể học đạo ngày nay cái thế giới phồn hoa này danh văn lời dưỡng ngũ dục lục trần thời thời khắc khắc đang ở đó lôi cuốn bạn bạn có thể không động tâm thì mới học được thành công. Tâm vừa động lên một chút thì bị người lôi đi mất. Điều này khó. Cho nên tìm được học trò rất khó, quá khó. Tìm thầy đã khó mà tìm học trò lại càng khó hơn. Cho nên chúng tôi nghĩ chỉ có một phương pháp chính là mà tôi vừa nói đến, đó là đạo tràng của thế kỷ 21 này là đài truyền hình, đài phát thanh. Tứ này có thể khởi tác dụng. Tại vì sao vậy? Bởi vì chỉ cần tìm được một vài nhân tài hoàn pháp thì có thể phổ biến Phật Pháp đến khắp thế giới khiến cho mỗi người ở trong gia đình có thể mở xem đều có thể bắt sóng để nghe. Như vậy mới được. Cho nên, thật sự có thể vì lợi ích của hết thảy chúng sanh mà hy sinh chính mình đem danh gian lợi dưỡng ngũ dục lục trần hết thảy hưởng thụ vật chất thảy đều buông xuống người như vậy ít số ít ít thì mấy người cũng được cũng có thể hoành dương phật pháp rộng khắp nhất định phải vận dụng công cụ khoa học để thúc đẩy phổ biến Phật Pháp Chúng ta xem đoạn sau cùng Thập phương thế giới Chư vạn sanh giả Giai ư thất bảo Trì liên hoa trung Tự nhiên hóa sanh Kinh văn Vô cùng rõ ràng Vạn sanh thế giới tây phương Không phải là thai sanh của cha mẹ Không phải sanh ra từ thai Mà là Điên hoa phá sanh Đây cũng là a di đà Phật Lựa chọn khi ở nhân địa Tại sao không chọn thai sanh Thai sanh thứ nhất là không thanh tịnh Thứ hai là có tình chấp Như mẹ con có tình cảm Tình cảm đó rất khó đoạn điều này rất phiền phức đó là gốc rễ của lục đạo luân hồi cho nên a di đà phật loại bỏ cái chấp thủ đó chọn lấy liên hoa hóa xanh hoa sen thanh tịnh mọc ra từ bùn mà không nhiễm cho nên không có tình chấp ở bên trong tâm dễ được bình đẳng dễ được thanh tịnh vì vậy Ngài chọn liên hoa quá sanh Tức thọ thanh hư chi thân Vô cực chi thể Hai câu này hay Phải kết hợp với Thân kim can bất hoại phía trước Thì bạn mới hiểu được Thanh hư chi nhân Vô cực chi thể Của người thế giới Tây Phương Cực lạc cho nên họ là du lượng thọ Du lượng thọ là không suy, không đổi Đạo lý là ở chỗ này Khác hoàn toàn với nhục thể của chúng ta Nhục thể này của chúng ta là do những tế bào tổ hợp mà thành Những tế bào này không thanh tịnh Bản thân đã không sạch sẽ Hơn nữa lại còn vô thường thời gian tồn tại của tế bào không dài, cho nên thay cũ đổi mới, quá trình thay cũ đổi mới này cũng là biến hóa. Còn ở thế giới Tây phương là không biến đổi. Bất văn tam đồ ác não, Khổ nạn chi danh. ở thế giới Tây phương ngay cả những cái này Tam đồ là tam ác đạo Tam khổ, bác khổ Những thứ tai nạn này Ngay cả tên đều không nghe đến Vậy thì làm sao thật có? Thượng vô giả thiết Hà hướng thật khổ Việc khổ thật sự thì nhất định không thể có Không những không có những việc này Mà ngay cả tên của những khổ này đều không nghe đến Ngay cả tin gọi cũng không nghe đến Đạn hữu tự nhiên khoái lạc chi âm Thế nên ở nơi đó Hết tẩy sự hưởng thụ đều là tự nhiên Sinh hoạt mỗi ngày Đều là đang tinh tấn Đều là đang dụng công Trong đoạn này Thế Tôn Giới thiệu tình hình đời sống thường ngày của mọi người Ở thế giới Tây Phương Cùng với vẻ đẹp của hoàn cảnh y báo của họ Giới thiệu ra cho chúng ta Họ ngoại trừ những thứ này ra cũng có nhiều hoạt động Sự rộng lớn của không gian hoạt động Phần kinh doanh phía sau sẽ nói rõ tầng hư không khắp pháp giới là không gian hoạt động của họ họ thường đi cúng phật đến các thế giới của chư phật khác để tham vọng giống như chúng ta nói đi du lịch đi ngắm cảnh đi khảo sát họ thường đi làm những việc này trên cúng giường chư phật dưới giáo hóa chúng sanh đi làm những việc này cho nên đời sống của họ là đa dạng nhiều màu sắc không có chết cứng vui sướng không gì bằng không có công việc phiền phức nặng nhọc không có áp lực của công việc không có áp lực cuộc sống cho nên mới nói vui thích không gì bằng đây là thế giới cực lạc chỉ có âm thanh vui thích tự nhiên Thì cố bị quất danh vi cực lạc đây là thật một chút cũng không giả tốt rồi thời gian hôm nay đã hết chúng ta học tập đến đây thôi Nguyện đem công đức này tra nghiêm Phật tình độ Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh gọi cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện ngữ cư sĩ thanh trí Hiệu đính gia đình cư sĩ diệu âm diệu bảo biên tập pháp âm tuyên lưu diễn đọc phật tử thiện quang